Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 2021 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong số tăng nhẹ, đứng mức 103,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch mức 39.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,121% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số giảm nhẹ, đứng mức 77,14 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới không có biến động lớn, gần như đi ngang do các nhà đầu tư đang tìm kiếm hướng đi mới cho vàng. Nhiều chuyên gia nhận định giá dầu giảm và đồng bạc xanh tăng giá đang là yếu tố bất lợi cho vàng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn duy trì ở mức giá ở thời điểm hiện tại là do sự suy yếu đi của thị trường chứng khoán cũng như sự sụt giảm mạnh mẽ của Bitcoin. Đồng thời, lạm phát và rủi ro địa chính trị cũng khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm đến công cụ cho lần này. Theo Gelsi Milling Stanley, chiến lược gia trưởng mảng vàng tại Tattersheet Goldberg Davidson phân tích, nếu lạm phát được kiềm chế thì giá vàng sẽ ổn định trên mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong suốt năm 2024. Tuy vậy, mọi sự chú ý của nhà đầu tư đang đổ dồn vào phiên họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được diễn ra vào hai ngày 30 và ngày 31 tháng 1 tới đây. Nhiều dự báo cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn để kiềm chế lạm phát đang ở mức cao. Các nhà phân tích lưu ý, bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào của nền kinh tế Mỹ sẽ khiến Fed có nhiều dư địa để giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, nhiều chuyên gia dự đoán trong kỳ họp sắp tới, ngân hàng trung ương các nước sẽ giữ lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 2-3 năm. Về mặt xu hướng của giá vàng, nhiều nhà phân tích cho rằng Fed duy trì lãi suất ở mức cao sẽ đẩy chi phí đầu tư vào vàng tăng lên, làm giảm đi sức hấp dẫn của kim loại quý này. Một nhóm chuyên gia phân tích khác lại nhận định về dài hạn giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí tăng mạnh khi mà bối cảnh xung đột ở Trung Đông đã lan sang Biển Đỏ. Vì vậy, vàng vẫn tạo ra một số nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng STC trong nước và mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác đều trong xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng STC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại duy trì đa giảm khá mạnh, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng STC trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,52 triệu đồng trên lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNC, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 73,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,45 triệu đồng trên lượng. Trong phiên này thì mặt hàng vàng miếng STC tại công ty vàng bạc đá quý Mê Hồng điều chỉnh giảm mạnh hơn và chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra cũng đang ở mức thấp nhất so với các doanh nghiệp khác. Hiện tại chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra của công ty này đang dao động ở khoảng 900.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết mua vào mức 74,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,80 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,90 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bố số 9 loại nở chỉ của công ty này, mua vào mức 62,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay tạm thời chưa có điều chỉnh khi mà được niêm yết ở mức 24.031 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ căn hàng thương mại mua vào mức 24.400 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên đô la Mỹ. Đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.070 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.120 đồng trên đô la Mỹ. Tạm thời thì không có điều chỉnh sau khi mà giảm 70 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 20 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên sáng nay,
Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức rất cao 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.405.000, bán ra 7.640.000, giảm 15.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.405.000, bán ra 7.635.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.490.000, bán ra 7.580.000, giảm 20.000 ở chiều mua, 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.395.000, bán ra 7.645.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 200.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức rất cao, 2.500.000 cho đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. SJC Huế mua vào 7.397.000, bán ra 7.652.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.398.000, bán ra 7.652.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này giảm trong khoảng từ 84 đến 200.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 8.400 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy một loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.270.000, bán ra 6.390.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.270.000, bán ra 6.400.000. Cùng giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng bốn số 9 mua vào 6.250.000, bán ra 6.350.000, giảm 30.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 6.157.000, bán ra 6.287.000, giảm 19.800 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.578.000, bán ra 4.778.000, giảm 15.000 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.517.000, bán ra 3.717.000. Vàng 10K mua vào 2.463.000, bán ra 2.663.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.